Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình cập nhật tình hình của cá sấu hoa tiễn của mình các bạn. Để các bạn thấy không? Wow, nó rất là to luôn các bạn. Mình cho ra cái hồ này luôn, rất là bự luôn. Hôm trước mình nuôi ở cái hồ kia không đủ sức. Này mình mới đem ra đó các bạn. Nước thì rất là ok, rất là trong nha. Nhưng mình chưa có trang trí gì nhiều. Chế mình cho cá đó. Những mặt đó. Wow. Hiện tại kích thước nó là 20 cm các bạn, rất là bự nha, các bạn thấy vậy thôi, rất là bự đó. Hello, bơi đi nào. Thật sự thì đối với cá sấu hỏa tiễn thì nó có một sức hấp dẫn riêng các bạn. Nhìn cái dáng bơi nó rất là đã luôn. Cái màu vảy của nó nhìn rất là đặc biệt. Cái mỏ wow, rất là đã. Sắp tới thì mình sẽ trang trí cho nó đẹp hơn một chút, tại mình mới đưa nó ra đây, bên kia nên cái hồ kia chặt quá. Nên là mình xử lý nước xong rồi mình đưa nó vào liền. Cái này vẫn ở bên ngoài các bạn nha, ngoài trời nha. Mình chọc nó cho các bạn. Chọc nó để nó bơi các bạn. Nó lười bơi lắm, nó ăn đâu mà nó lười bơi lắm. Đấy, các bạn thấy không? Rất là nhanh nha. Rất là sát thủ đấy. Ok, cập nhật tình hình như vậy thôi nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn clip sau nha.